sáng ngày 19 tháng 10, Trại giam Đắc Trung Bộ Công an đóng tại xã Ea Cờ Pam, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Cục C10, lãnh đạo một số ban ngành trong tỉnh, ban giám thị và cán bộ trại giam Đắc Trung, đặc biệt có 70 phạm nhân và hơn 70 thân nhân gia đình phạm nhân. Trại giam Đắc Trung Bộ Công an hiện đang giam giữ hơn 2.000 phạm nhân. Từ đầu năm đến nay, trại đã tiếp nhận hơn 800 phạm nhân đến chấp hành án. Tại trại giam đã mở nhiều lớp học về pháp luật, giáo dục công dân, quy định của trại cho phạm nhân mới đến chấp hành án. Phạm nhân đang chấp hành án, sắp chấp hành xong án phạt tù và đã mở 2 lớp xóa mù chữ cho 36 phạm nhân. Trại giam còn thường xuyên tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân, đồng thời còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát động các phong trào thi đua, có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần phấn khởi cho phạm nhân phấn đấu, tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Qua đó, có nhiều phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Dịp này, Trại giam Đắc Trung đã phát động quỹ Tấm lòng vàng trong cán bộ chiến sĩ, một số doanh nghiệp và thân nhân các phạm nhân nhằm hỗ trợ các phạm nhân không có thân nhân thăm hỏi, phạm nhân có bệnh hiểm nghèo, phạm nhân có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn và trẻ em là con phạm nhân sống với mẹ trong trại giam. Em tội danh là mua bán trái phép chất ma túy. Án phạt của em là 7 năm 6 tháng. Em được ban giám thị và hội đồng cán bộ giáo dục luôn thường xuyên nhắc nhở, động viên cải tạo để mình cố gắng học tập. Và hôm nay em được gặp ba em và em rất là vui và em mong đợi là sẽ được ngồi ăn và cùng trò chuyện cùng ba em. Điều mà em đang mong đợi nhất là em muốn được về gặp ba em và nội em và gia đình của em để em được cải tạo, có tinh thần cải tạo trong đây để về làm lại một người con và người cháu tốt hơn. Em mong được cải tạo và được giảm án cao. Thì em sớm được trở về, đây là điều mong ước của em. Năm 2012 thì mình bị tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù tội cướp và cưỡng đoạt tài sản. Đến năm 2019 thì mình chấp hành án xong và được trở về để tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân mình cũng giác ngộ tương đối sâu sắc về cái việc chấp hành pháp luật. Còn khi mà về địa phương thì tất nhiên rồi, sẽ có những cái mặc cảm ban đầu. Nhưng mà cũng được sự đồng viên của trước hết là gia đình, sau đó là anh em bạn bè, là chính quyền. Thì mình cũng cố gắng làm kinh tế, phát triển cuộc sống gia đình, lấy vợ, sinh con. Bản thân mỗi người phạm nhân khi trở về để tái hòa nhập cộng đồng thì phải là một người có ý thức vươn lên mạnh mẽ, phải nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn là những so với những người bình thường. Mình mong có được những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống khi tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi hội nghị kết thúc, các phạm nhân cùng người thân được ăn bữa cơm trưa gần gũi, ấm áp, hạnh phúc. Hội nghị là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó tạo điều kiện để phạm nhân và người thân có dịp trao đổi, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho phạm nhân lao động cải tạo thật tốt để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.